Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, Công ty A mua quyền phát sóng bộ phim Y do Công ty X sản xuất, cấp phép độc quyền phát hành, sao chép và phân phối trên lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn 3 năm. Tuy nhiên, trong khi đang tiến hành thủ tục phát hành thì công ty A phát hiện bộ phim này đang được công ty B cung cấp cho đài truyền hình địa phương phát sóng. Vì vậy, công ty A đã khởi kiện yêu cầu công ty B bồi thường thiệt hại với tổng số tiền là 816 triệu đồng. Tuy nhiên, tòa án chỉ chấp nhận mức thiệt hại mà công ty A phải chịu là 75 triệu đồng, dựa trên giá giao dịch thực tế của một công ty khác với đài truyền hình địa phương cho bộ phim này là 135 triệu đồng. Tòa án cũng cho rằng công ty A sau khi nhập bộ phim về đã không có hành động nào thể hiện để thu lại giá trị đã chuyển nhượng, nên giá trị bộ phim bị giảm sút cũng có lỗi của công ty A. Sau đó, mức bồi thường thiệt hại được chia trách nhiệm cho cả công ty A và công ty B. Vậy, cách xác định mức bồi thường này có phù hợp hay không? Xung quanh vấn đề này, chương trình Kinh doanh và Pháp luật hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với luật sư Lê Quang Vinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Bros và Cộng sự để giúp quý vị và các bạn cùng hiểu rõ. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Vâng, xin chào luật sư Lê Quang Vinh ạ. Thưa ông, theo vụ việc là tòa án chỉ chấp nhận mức bồi thường thiệt hại thấp hơn rất nhiều so với mức ban đầu mà công ty A đã yêu cầu bằng cách dựa trên giá giao dịch của một đơn vị khác. Vậy thì theo quy định pháp luật, căn cứ để xác định mức bồi thường thiệt hại trong vụ việc này là gì ạ? Ông có thể giúp chúng tôi làm rõ. Hội đồng xét xử đã tuyên cho thấy là cái mức bồi thường thiệt hại mà tòa án chấp nhận là rất thấp và thấp hơn rất nhiều so với lại cái mức mà nguyên đơn đưa ra. Ở đây tôi cho rằng tòa án cũng có lý khi mà có một cái nhận định là những cái căn cứ để mà nguyên đơn chứng minh rằng là cái tổn thất thực tế do hành vi vi phạm của B đối với lại cái bộ phim mà bên A không chiếu được thì là chưa đủ căn cứ để mà xác định cái thiệt hại theo yêu cầu. Mặt khác thì tòa án cũng có một cái nhận định căn cứ vào cái giá chuyển giao thực tế ở trên thị trường, tức là một bộ phim đó được chuyển giao trong đài truyền hình khác thì giá là 135 triệu. Đấy là một cái căn cứ mà tôi cho rằng là tòa án nhận định là có cơ sở. Cái thứ hai là có một phân tích nữa mà đáng chú ý là tòa án xác định về vấn đề lỗi. Chúng ta biết là trong các vấn đề dân sự nói chung thì bắt buộc phải chứng minh yếu tố lỗi, nhưng mà trong sở hữu trí tuệ thì không cần, không nhất thiết. Cái yếu tố lỗi để xác định trong trường hợp này nó chỉ là căn cứ để xác định cái mức độ cao hay thấp của thiệt hại khi mà đòi bồi thường thôi. Nhưng mà trong trường hợp này thẩm phán đã xác định cái lỗi ở đây nó lại là cái lỗi có cả một phần lỗi của nguyên đơn. Đấy là cái cơ sở mà hội đồng xét xử đã cho rằng là nguyên đơn cũng phải chịu một trách nhiệm, cho nên là mới dẫn đến cái câu chuyện là nó lại thấp hơn cả cái giá trị 135 triệu. Vậy từ thực tiễn tư vấn, ông có thể chia sẻ gì về những khó khăn vướng mắc trên thực tiễn về yêu cầu bồi thường và chứng minh thiệt hại trong các vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ thưa ông? Khó nhất là vấn đề chứng minh được cái mối quan hệ nhân quả. Và chúng ta biết là cái thiệt hại thực tế mà luật cho phép nguyên đơn là chủ thể quyền bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, anh có quyền đòi bồi thường thiệt hại, không hạn chế số tiền tối đa. Anh có thể đòi cả 1 tỷ đô cũng được, không sao cả, miễn là anh chứng minh được. Và cái thiệt hại nó tồn tại ở 4 dạng. Dạng thứ nhất là tổn thất về tài sản, thứ hai là giảm sút về lợi nhuận, về thu nhập, thứ ba là mất cái cơ hội kinh doanh, và thứ tư là các cái chi phí để khắc phục hậu quả, ví dụ như chi phí luật sư chẳng hạn. Thế nhưng mà cái khó nhất ở đây là chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa cái hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với cái việc mà gây ra cái tổn thất, cái thiệt hại thực tế đó. Ví dụ có hàng chục nguyên nhân khác nhau nó làm sụt giảm doanh thu thu nhập của anh, chứ đâu phải là chỉ vì vi phạm. Thứ hai là vấn đề thời điểm, cái thời điểm vi phạm và thời điểm giảm sút doanh thu có mối quan hệ như nào, làm sao chứng minh được. Vâng, xin được cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, phần trao đổi của luật sư Lê Quang Vinh cũng đã khép lại chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai.
Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới.